Từ bạn Quốc Khánh của Sài Gòn và Duy Anh đến Hà Nội gửi tặng cho Phạm Hương. Mời hai bạn này chúng ta có thể ra gửi cho Phạm Hương trong ngày hôm nay. Đây. Cái này của bạn anh Duy Anh đúng không? Em là Quốc Khánh. Quốc Khánh rồi. Xin mời Phạm Hương đứng lại gần. Em chia sẻ đúng không? Dạ. Em xuống một chút đi. Đây lại gần nhau thôi. Xin chào. Đây là nụ cười yêu. Vâng, mình là Quốc Khánh, mình xin chào tất cả mọi người và mình xin chào bạn Phạm Hương ạ. Mình và các chị em ngưỡng mộ tài năng của Phạm Hương. Mặc dù mình là không chuyên ngành về vẽ tranh sơn dầu, nhưng mà mình có một đứa em trai cũng đang học đại học mỹ thuật với sự hỗ trợ của hai anh em hỗ trợ nhau và chị tiếp sức cho hai anh em thì mình đã hoàn thành bức tranh này. Nếu như mà có chưa giống thì đây cũng là tình cảm của mình dành cho Phạm Hương. Các bạn không khổ mà. Thì cũng như em trai của mình đã chia sẻ rồi thì tài năng và sắc đẹp của Phạm Hương thì tất cả các bạn ở đây cũng đã công nhận hết rồi và cả trên thế giới của mình. Thì bây giờ không có lời gì hơn thì chúc cho Phạm Hương tài năng sắc đẹp và trí tuệ của mình ngày càng bay cao bay xa hơn nữa trong tương lai chậm của mình sắp tới. Bây giờ mình đếm 1, 2, 3, các bạn đếm 1, 2, 3 và mình mở bức tranh ra nha các bạn. 2, 3, 1. Rất là đẹp luôn, em học cái này bao lâu rồi? Dạ em bức tranh em tự học. Em tự học? Tự học để làm cái bức tranh này luôn. Bao lâu? Dạ bức tranh này thì em hoàn thành trong vòng 1 tháng với sự hỗ trợ của đứa em với anh nữa. Em thì chuyên làm là thiết kế trên đồ họa cái tính thôi. Dạ vâng. Các bạn thấy bức tranh này thế nào? Quá đẹp. Quá đẹp đúng không ạ? Không hề nha, cái này là đặc biệt là không hề học, tự học để mà làm cái bức tranh này mà trong 1 tháng làm được như vậy em là thiên tài rồi đó. Dạ. Một tràng pháo tay cho bức tranh của bạn Duy Anh. Tôi ơi chia sẻ đi. Mình rất là xúc động nhưng mình không thể khóc. Ê, không đi, đừng ở đây luôn. Mình cũng chia sẻ với mọi người rằng là có lẽ là mình được mạnh mẽ như thế, được đứng ở đây vui vẻ trước mọi người thì cũng là bởi vì có tình cảm của tất cả các bạn ở đây và rất là nhiều bạn không có cơ hội được tới đây dành cho mình. Và đó là một điều tuyệt vời nhất. Các bạn đã tạo nên một Phạm Hương như ngày hôm nay. Bởi vì nhiều khi em cũng nghĩ rằng là đôi khi chúng ta chưa bao giờ một lần gặp nhau ở ngoài đời, chúng ta cũng chưa tiếp xúc với nhau nên đôi khi nhiều người có lẽ rằng còn rất là mơ hồ vì không biết rằng là Phạm Hương ở ngoài đời như thế nào. Một Phạm Hương mọi người nhìn trên TV có khác hay không? Và rất là đặc biệt khi mà mọi người chưa bao giờ nhìn thấy mình mà mọi người có thể khắc họa được một bức hình rất là đẹp như thế này về mình. Thì mình xin nói rằng là nhà mới của mình thì đang xây và rất là cần một bức tranh để ở phòng khách. Và đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mình sẽ dành tặng cho ngôi nhà mới của mình trong tháng 11. Cảm ơn chị. Còn một bức tranh nữa của một chàng trai đến từ Hà Nội, đó là bạn anh Duy. Anh Duy, xin mời anh Duy ra đây. Đây, anh chụp cho. Alo. Mình xem thử nó có giống mình hay không. Hơi khác về cái tính cách, đây bánh bèo dễ sợ. Đây là bánh đích quá. Rồi. Mình nhìn thấy cô này mình luôn. Rồi bây giờ một món quà. Thấy nó không giống mình. Nói ra cho Vậy mà khác sao. Hương ơi, còn một món quà nữa của bạn Di Anh để cảm ơn Khánh rất nhiều.